Xin chào, đây là Solo, là podcast đến từ Lifestyle của Zing New. Nhiều người thường nói là khi mà sống một mình là chúng ta phải đánh đổi cái sự cô đơn và để đổi lấy cái sự tự do của mình. Nhưng mà đồng nghĩa là việc là chúng ta phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến Zing một khách mời rất là đặc biệt, đó chính là Kathleen Phan Võ. Xin chào mọi người, mình tên là Kathleen Phan Võ. Và hôm nay thì Kat rất là vui khi được có mặt ở để chia sẻ những câu chuyện nhỏ của mình đến với khán giả của chương trình podcast. Kat sinh ra tại Canada và sau đó từ lúc 5 tuổi là đã chuyển về Việt Nam sinh sống rồi. Thế là từ lúc mà Kat chuyển về Việt Nam nó có chuyển về ở với bố mẹ luôn hả Kat? Lúc về đây thì là lúc đó là Kat chỉ mới 5 tuổi và đã học hết trung học ở Việt Nam. Và sau đó thì bắt đầu lớp 10 thì mới bắt đầu trở về Canada lại. À, là cái hành trình của Kat là 5 tuổi trở về Việt Nam học trung học xong rồi quay lại Canada. Sau đó là đến năm bao nhiêu tuổi thì Kat về Việt Nam? Khoảng năm 19 tuổi là Kat 19-20 thì là hiện tại là Kat đã ở Việt Nam được 5 năm rồi. Ở Việt Nam được 5 năm nhưng mà khoảng thời gian 5 năm đó là Kat sống một mình. Đúng rồi. Và bố mẹ thì vẫn ở bên Canada. Đúng rồi. À, hèn chi là Mỹ Trinh thấy là gần đây là Kat vừa mới có một chuyến đi trở về Canada đúng không ha? Thì Kat có thể chia sẻ đến các bạn độc giả cái chuyến đi đó của mình có gì thú vị không? Thực ra là Kat cũng không ngờ là cái khoảng thời gian nó lại qua nhanh đến như vậy. Bởi vì lúc mà khi mà Kat về Việt Nam để lập nghiệp á, thì Kat nghĩ rằng là chắc là chỉ đi một chắc cùng lắm là một năm thôi. Xong rồi sau đó là mình cũng sẽ về thăm gia đình và cũng sẽ là đi đi lại lại. Tuy nhiên là ngay cả khi là gặp dịch Covid thì mọi chuyện chắc chắn là không như mình mong muốn. Nên là Kat đã kẹt ở Việt Nam và chưa quay về gặp gia đình, chưa gặp em trai mình trong vòng 5 năm rồi. Nên là cái chuyến mà về Canada vừa rồi là lần đầu tiên Kat gặp lại em trai của mình. Sau thực sự 5 là năm, mọi thứ rất là bỡ ngỡ. Cảm giác là ôi sao xa lạ quá, sao không như người thân á. Nhưng mà mình xin thắc mắc là khi mà mới đặt chân đến Việt Nam á, thì chắc chắn là Kat lúc đó mới 20 tuổi thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nè. Ví dụ như đơn giản thôi, ví dụ như bất đồng ngôn ngữ không? Bất đồng ngôn ngữ thì không, tại vì Kat cũng đã học ở Việt Nam rồi nên là ngay cả khi mà về Việt Nam thì lại cảm thấy là thân thuộc hơn tại vì mình được làm việc trong cái môi trường và môi trường thân thuộc rồi và cũng đã quen với cái ngoại ngữ rồi. Đặc biệt đó cũng là một cái lý do quan trọng tại sao Kat lại chọn là về Việt Nam để lập nghiệp. Tại vì chắc chắn ngay cả khi mà ở độ tuổi 20 mà Kat ở Canada thì chắc chắn có thể Kat sẽ chọn một cái sự nghiệp khác. Tuy nhiên là Kat cũng thấy được rằng là ở Việt Nam có rất là nhiều cơ hội cho các bạn trẻ được lập nghiệp và trải nghiệm cái đam mê của mình. Có rất là nhiều thứ để mà mình bước ra khỏi vùng an toàn. Nên là Kat cảm thấy ở Việt Nam là một cái địa điểm rất là thích hợp cho các bạn trẻ để bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng mà có khó khăn gì với Kat? Ví dụ như việc Kat phải đi chợ đi chẳng hạn. Nhiều lắm mà kể không hết luôn. Chắc chắn Kat nghĩ là các bạn trẻ cũng như Kat, điều đơn giản nhất đi là vấn đề nấu ăn. Kat trước giờ là Kat không biết mọi người có như Kat không nhưng mà rất không bao giờ nấu nướng nè. Và chắc là chỉ biết là mẹ dặn là nấu cơm thì biết là luộc cơm ấy chớ rồi nấu cơm luộc rau chiên trứng này nọ thì chỉ biết những cái bước đơn giản đó thôi. Nhưng mà ngay cả là về là bắt ở Việt Nam một mình là bắt đầu phải Google. Kat thực sự là cảm giác là rất là may mắn khi mà có Google đồng hành. Cái gì cũng là nấu cơm cần bao nhiêu lít nước rồi. Những cái câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà lại cảm thấy là những cái lúc đó mình thấy là mình ngây thơ mình. Sao mà ngay có mẹ bên cạnh lại không chịu hỏi han, không chịu học hỏi để bây giờ lại phải tự vươn trải một mình. Nhưng mà sau 5 năm thì cái trình độ nấu nướng của Kat đã cải thiện chưa? Mình muốn tự nhận là mình đã có sự cải thiện và mình đã chín chắn hơn hồi xưa. Nhưng mà chắc chắn là để một cái trình độ mà có thể là mời bạn bè tới ăn thì vẫn chưa được đâu. Vẫn chưa được pizza alo gà rán cho nó nhanh. Chắc chắn là cái thời gian đầu rất là khó khăn với Kat rồi. Vậy thì phải sau bao lâu thì Kat bắt đầu làm quen với cái điều đó? Kat nghĩ là sau 2 năm. 2 năm là một thời gian Kat thấy khá là lâu. Tại vì một vấn đề mà tại sao Kat lại khó quen như vậy có lẽ là do cái sự cô đơn quá khi mà mình chuyển ra sống riêng. Đặc biệt là khi Kat về đây lập nghiệp thì bạn bè ở trong nghệ thuật cũng chưa nhiều. Kat cũng chưa có ai, ngay cả trong công việc mình cũng chưa có tham gia nhiều dự án. Nên là qua đó vẫn chưa có thể quen được nhiều người. Chắc chắn là khi mà về đây lập nghiệp thì
cái cũng không thể nào mà có những lúc khó khăn mình phải gọi điện về mình than vãn. Có cái nghĩ là các bạn trẻ như Cát thì cũng sẽ như vậy. Mình cố gắng mình thể hiện ra được cái sự mạnh mẽ đó là con có thể tự đi làm, con có thể tự kiếm tiền thì con cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia đình mình đâu, không có làm bố mẹ lo lắng. Là cái đấy thì trong thâm tâm mình như thế nên mình không dám gọi về, không dám chia sẻ với bố mẹ. Thì cùng lúc đấy mình lại cảm thấy mình rất là cô đơn. Cát nhớ rằng là ngay cả Noel nè và ngày sinh nhật của Cát là Cát hoàn toàn ở một mình, không có bạn để mà đi dự sinh nhật, cũng không có biết gọi ai để mà gặp mặt cả. Nên là Noel hoặc là sinh nhật là chỉ có tự mua bánh về ngồi ở nhà, xong rồi là đốt cây đèn cày lên tự hát, xong rồi thổi, xong rồi lại rơi một vài giọt nước mắt. Thực ra bây giờ nghe lại thì mình nghĩ rằng đó là những cái cột mốc mà làm mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Nhiều tin đồn á cho rằng Cát Trinh là con nhà điều kiện, là một trích kích xín hiệu, thì không biết Cát có muốn phản đối lại cái tin đồn này không? Cát không phải là rich kid đâu. Thực ra có thể nói là bố mẹ Cát đã bỏ ra rất là nhiều công sức để có thể cho gia đình một cái điều kiện sống rất là tốt và không thiếu thốn, và điều đó làm cho Cát cảm biết ơn rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà Cát chọn về Việt Nam để theo một cái con đường sự nghiệp riêng của mình, lập nghiệp, độc lập hơn về tài chính, thì cái việc mà không thể nào mình đòi hỏi mình có thể phụ thuộc vào gia đình được. Nên là đấy là không phải là Cát muốn chứng minh cho bất kỳ ai, nhưng mà là đặc biệt chứng minh cho bản thân gia đình của Cát rằng là Cát có thể tự lập và có thể đi theo với cái đam mê của mình mà không để nó ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Thì khi mà về Việt Nam thì mình hoàn toàn độc lập về tài chính, và đấy cũng là một cái khó khăn không kém đối với Cát trong cái quá trình lập nghiệp ở Việt Nam trong vòng 5 năm. Thế thì nói đến cái vấn đề tài chính thì có một vài cái ý kiến nói rằng là giới trẻ bây giờ là đang sống quá lệ thuộc vào gia đình. Nghĩa là tầm tuổi này rồi thì phải dọn ra ở riêng đi chứ, ở chung với bố mẹ như thế. Nhưng mà có những người ta vẫn ngần ngại khi người ta quyết định sống riêng, tại vì về vấn đề tài chính, hoặc là người ta đã quen được ở nhà không phải trả tiền thuê này, được quen bố mẹ đi làm về là bố mẹ nấu cơm dâng lên rồi, hay người ta ngại cái việc mà phải ở riêng. Thì với Cát thì sao về vấn đề đó? Cát nghĩ quan trọng là về tư duy thôi, quan trọng là tư duy và sống có trách nhiệm. Giống như bản thân Cát thực sự khi mà bây giờ Cát ra ở riêng á, cái tình cảm ở trong gia đình, khi mà mình được ở gần gia đình mình là cái mà mình không thể nào mà mình thay đổi được, mình thế bằng một cái khác được. Cát vẫn rất là mong muốn bây giờ có thể trở lại những cái ngày mà Cát có thể về nhà được ăn cơm gia đình, các bạn xa nhà. Cách nghĩ cái điều đó rất là quan trọng. Mình cảm thấy là ngay cả không cần gì nhiều, những cái tình cảm đó làm cho mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, để mà phấn đấu hơn trong những cái khó khăn trong cuộc sống bình thường. Tuy nhiên là chắc chắn tư duy là một phần quan trọng, bởi vì khi mà mình đủ lớn, mình có thể độc lập về tài chính thì nó cũng dẫn đến cái sự tự do ở những cái phương diện khác. Bạn có thể là bạn chọn được cái con đường sự nghiệp, cũng như là sự tạo cái sự lựa chọn cho chính bản thân mình mà không cần phải nghe hoặc là phụ thuộc vào ai. Thì cái đấy là cái mà rất là cần thiết ở tuổi trẻ. Nhưng mà cũng không bắt buộc rằng là bây giờ mình muốn tự lập là mình phải ở riêng, bởi vì tự lập cũng có thể ở với gia đình, nhưng mà mình vẫn phải có tư duy và cái nền nếp riêng thì nó sẽ dễ hòa nhập hơn. Rồi. Nãy giờ Cát nói nhiều quá, phải mời Cát cụm ly chứ. Vừa nãy Cát có nói thì khi mà Cát sống một mình thì nó đã làm cho Cát trở nên hơi hướng ngoại hơn, dạn dĩ hơn rất là nhiều. Thì không biết ngoài chuyện đó ra thì Cát, những cái lối sống thường ngày của Cát có thay đổi nhiều không? Ví dụ như chuyện mình đi chơi hay là chuyện mình mua sắm, thói quen chi tiêu khác nhiều không ta? Anh nghĩ cái điều mà quan trọng nhất mà Cát thấy là rất là khác so với lại Cát Liên của 5 năm trước, đó là việc chi tiêu. Sống chắc chắn là bây giờ mình sống một mình phải sống tiết kiệm hơn và phải quản lý tài chính của mình cách tốt và hiệu quả hơn. Ngay cả lúc trước, ngay cả hồi xưa khi mà đi với gia đình mà đi chợ thì cứ con thích cái này, con muốn ăn cái này. Nhưng mà bây giờ không ăn này cũng không sao. Mình phải biết đúng rồi, bỏ lại cái mình gì, phải tiết chế lại làm sao để cho nó phù hợp với lại chi tiêu mỗi ngày nè. Vậy là mình phải cân nhắc giá cả nè, nhưng mà Cát có săn sale không? Nhiều lắm. Chắc là bây giờ là được pro luôn rồi. Giỏi thì cái đó cũng khó lắm nha, nhiều khi vệ sinh cũng không biết làm. Nhưng mà bây giờ Cát có kiểu sẽ phân vân giữa mình lựa chọn mỹ phẩm hay là mình lựa chọn đồ gia dụng cho mình đây ta? Có những điều đó xảy ra không?
cách có thấy vừa rồi á, cách có thấy lướt trên mạng á, thì là mọi người có bảo là đến một lúc nào đó tự nhiên mà mình nhìn đồ nội thất hoặc là đồ gia dụng mà mình thấy khoái là mình đã trưởng thành rồi. Là không còn cái nào là mỹ phẩm, quần áo này nọ, là tất cả là ở tuổi trẻ hết. Bây giờ thực ra Cám mới nhận thấy được rằng là tự nhiên mình lại cảm thấy là mình muốn chi cho những cái đồ gia dụng, những cái vật nội thất để mình làm cho căn nhà của mình nó hoàn thiện hơn, nó trở thành một cái mảnh ghép hoàn hảo của bản thân mình á, thì Cát cũng chi cho đó nhiều hơn. Ngay cả khi lúc trước á, khi mà có tiền đi chăng nữa thì chắc Cát cũng không bao giờ nhìn qua, không bao giờ nghĩ rằng là mình đi mua một đồ gia dụng hay mình đi mua một cái sofa da nệm hay gì để mà trang hoàng cho cái căn nhà của mình ấm cúng hơn, thì cái suy nghĩ đó không bao giờ có trong đầu hết. Nhưng mà qua thời gian đi thì mình cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi. Thế thì bình thường cái việc mà đi ăn đi uống một mình, Cát có cảm thấy thoải mái với điều đó không? Mình không cần ai cả, mình cứ đi một mình thôi. Tới đó mình tự ăn tự uống. Những cái hoạt động đó Cát làm khá là nhiều á, hay là nhiều lúc mà Cát ăn một mình xong rồi không được, hôm nay mình phải gọi bạn ra, không có được ăn một mình nữa. Nhưng mà thực ra thì Cát nghĩ cái việc mà tất nhiên cái gì đó nhiều quá cũng không tốt, việc mà mình dành thời gian cho bản thân mình một mình nhiều quá, mình thoải mái, Cát rất là thoải mái với việc ở một mình, nhưng mà khi mà mình ở trong cái vùng an toàn của mình quá lâu thì điều đó là không nên. Mình nên luôn đẩy mình ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm thêm những điều mới mẻ, làm mới bản thân mình hơn, cũng như là không thể nào mà kìm cặp bản thân mình ở một cái phiên bản nó như thế hoài được, nó không tốt. Nên chắc chắn là luôn có một cái sự điều tiết, điều chế làm sao cho nó cân bằng, vừa hướng nội vừa hướng ngoại, vừa ăn một mình được nhưng mà đi với bạn bè cũng vui được. Thì nhưng mà giờ trên rủ đi chơi đến sáng là có đi được không? Sẽ cố đó. Sẽ cố, mình sẽ cố gắng thôi, mình sẽ cố gắng theo tới cùng, nhưng mà chắc 2 giờ. Mình cũng đặt cho mình những cái gọi là những cái tiêu chí, những cái ấy để mình cảm thấy mình an toàn với bản thân mình, đúng không? Nãy giờ là thấy là ăn ở ngoài rồi uống ở ngoài rồi, nhưng mà khi mà Cát sống một mình đó, thì cái tần suất duy trì cái việc nấu ăn ở nhà của Cát có nhiều không? Nấu xiên, nấu đều nha. Rằng là đáng lý là mình ở một mình thì mình phải xiên, mình nấu ăn hơn, nhưng mà câu chuyện đó lại ngược lại. Tại vì Cát ok với lại việc nấu, nhưng mà không ok với việc rửa chén, dọn dẹp, bày ra, thích bày. Mà đặc biệt là ngay cả mình cảm thấy là nấu ăn đi chăng nữa thì là cái khoảng thời gian để chuẩn bị hoặc là nguyên liệu và làm thì có một tiếng. Nhưng mà ăn thì 20 phút, 15 phút. Ăn xong nhiều lúc mà các cảm thấy trời ơi, công sức của mình một tiếng mà mình ăn kiểu như vậy là xong hết rồi, coi như là dẹp chén dĩa thì cảm thấy là nó khá là lâu, mệt mỏi. Nên là thường thì Cát cũng sẽ gọi ở ngoài, nhưng mà cái khía cạnh trưởng thành của Cát nó lại nổi dậy và nó bảo là không, mình phải tiết kiệm hơn, thì sau này lại nấu ăn ở nhà. Nấu ăn. Thế thì có một cái món nào của Cát mà Cát nấu siêu nhất, Cát chia sẻ thử. Nấu cực kỳ siêu, cảm thấy ngon. Bây giờ là cái lúc mà mình khoe mẻ đúng không ta? Mà cũng không có gì để khoe. Cát nghĩ là chiên trứng, luộc rau, gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm, một món tủ. Món tủ của Cát là gà chiên nước mắm. Và ngay cả khi mà qua Canada vừa qua là lần đầu tiên mà Cát gặp em trai của mình trong vòng 5 năm trời ấy, thì mình chắc chắn cái những cái tài lẻ đó mình phải khoe ra rồi. Và thế là em trai Cát đã ăn gà chiên nước mắm 5 ngày một tuần. Thế thì nói một chút về phần chi phí đi. Khi mà Cát Linh về thành phố ở riêng thì Cát Linh có thấy cái chi phí nó chênh lệch nhiều so với trước đây khi mà Cát Linh sống với bố mẹ ở Canada không? Chắc chắn là rất là khác biệt. Tại vì khi mà ngay cả những điều đơn giản như là tiền điện, tiền nước, những cái điều mà ngay cả mình sống với gia đình mình không bao giờ nghĩ tới đâu. Khi mà Cát ra ở riêng rồi thì thật sự mới cảm giác được là trước khi đi ngủ là mình phải ra mình nhìn hết cái nhà mình coi tắt đèn chưa, tắt điện, tắt bếp chưa, những cái điều đó. Tắt máy lạnh chưa? Đúng rồi, tắt máy lạnh chưa. Vì Cát nhớ là khi mà Cát ở với gia đình đó là bố mẹ la hoài,
có trả tiền điện không mà để điện đèn đón như vậy. Đúng. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu được cái cảm giác là thật sự sáng mà các mở mắt vậy mà các thấy là đèn ở ngoài phòng khách mà mở lên, cái cảm thấy là trời ơi, giống vậy. Trên đi đâu về mà thấy cái máy lạnh nó còn mở, trời ơi mình xót lắm luôn. Mà ngay cả là cũng không phải lâu đâu, chỉ là kiểu mấy tiếng thôi, mình tự nhiên mình tự trách bản thân mình á, nên là cái cảm thấy là khi mà mình sống một mình có trách nhiệm hơn, và nó làm cho mình để ý ở những cái điều tiểu tiết đó rất là nhiều mà trong khi mình sống với gia đình á chả bao giờ mình nghĩ tới. Thế thì khi mà mình sống độc thân á thì mình sẽ đánh đổi là cái sự cô đơn ấy, mình phải chịu đựng cái sự cô đơn trong cái ngôi nhà của mình. Thì không biết là cô đơn ở Sài Gòn nó như thế nào, và các đã từng có cảm thấy cô đơn khi mà các sống cùng với gia đình mình ở Canada chưa? Tại vì cô đơn là một cái cảm giác nó sẽ theo đuổi mình. Cái việc mà các ở Việt Nam, ngay cả giống đúng như Trinh chia sẻ là ngay cả khi ở với gia đình mình có những lúc mình cảm thấy cô đơn, và đó cũng là một khoảng thời gian trong khoảng thời gian mà 16-18 tuổi của các là bởi vì lúc đó các cảm thấy là mình chưa biết bản thân mình muốn gì, đi học cũng không biết là muốn theo ngành gì, nên là mình cảm thấy rất là lạc lõng ở cái, trong khi bạn bè của mình là đã biết là ra trường sẽ làm gì, theo ngành gì hết rồi, mọi người đã có một cái điểm đích, thì bản thân mình lại cảm thấy là mình quá chơi vơi đi. Thì mình gặp ở những vấn đề đó thì mình lại rất là ngại chia sẻ với bố mẹ. Và cái việc mà mình tạo một cái khoảng cách nó như vậy thì đồng thời tạo không có cái sự gắn kết đối với người trong nhà. Thì ngay cả sống trong nhà nhưng mà bố mẹ thực sự cũng không biết chuyện gì nó đang xảy ra với con cái của mình. Thì khi mà Cát ở sống một mình rồi thì Cát mới cảm thấy biết ơn những cái khoảnh khắc mà mình có người thân bên cạnh, để mà mình có thể, đáng lý mình nên chia sẻ nhiều hơn, đáng lý mình nên nói chuyện, nên dành thời gian với gia đình mình nhiều hơn. Thì khi mà ở một mình thì làm cho Cát nhận ra được là những điểm mà mình cần nên thay đổi, và điều đó cũng làm cho Cát gắn bó với gia đình mình nhiều khi mà tuy là về địa lý rất là xa nhưng mà tình cảm Cát luôn gọi điện về nhà và cũng là tâm sự, ngay cả không nói về những cái khó khăn của mình nhưng mà sẽ hỏi là dạo này bố mẹ thế nào, dạo này bố mẹ khỏe không, con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Những cái sự mình thoải mái, đúng rồi, thoải mái thể hiện cái tâm trạng cũng như tình cảm của mình, thì tự nhiên mình cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Ngày xưa rất là kiểu ngại nói là mẹ ơi con yêu mẹ. Ôi, đó nghe đổi ra nhà bố con yêu bố lắm, không bao giờ nói ra. Cái nghĩ là khi mà mình sống xa rồi thì thực sự mình nhận ra được là khi mà mình còn có cơ hội để dành thời gian nói được những cái lời yêu thương đối với bố mẹ mình rất là hiếm. Khi mà ở chung với gia đình nó lúc nào cũng nghĩ rằng là ôi mình muốn được độc lập sớm, muốn tự lập sống riêng. Nhưng mà gào thét kiểu thả con đi cho mình tự do đi. Đúng. Nhưng mà khi mà mình đã có được cái tự do đó rồi, cái mà mình hằng mong muốn rồi, thì mình nhận ra được là sau này sẽ đến một lúc nào đó mình muốn được ở gần ba mẹ thì cũng đã quá trễ rồi. Thì khi mà mình nhận thức được những cái điều đó thì mình lại cảm thấy là mình nên trân trọng những cái điều mà mình đang có. Thì nó đánh thức cho Cát rất là nhiều trong cái quá trình mà Cát độc lập ở tại Việt Nam. Nhưng mà như lúc đầu Cát có chia sẻ là 2 năm đầu tiên Cát luôn giấu những cái sự khổ sở, sự cô đơn của mình với bố mẹ. Thì bây giờ Cát đã thoải mái nói ra với bố mẹ là bố mẹ ơi hôm nay con buồn quá, bố mẹ ơi hôm nay con thất bại một cái gì đó. Cát đã thoải mái để chia sẻ cái điều cái đó. Cái này là Cát thoải mái hơn. Tại vì ngay cả bản thân mình cũng thoải mái hơn với cái việc đó. Khi mà Cát mới về Việt Nam để theo con đường sự nghiệp của mình thì mình có lẽ là mình khá là nhạy cảm với sự thất bại. Mình không dám nói với lại bố mẹ rằng là con bị mất job, con bị như thế này, vì nghĩ rằng là bố mẹ sẽ đánh giá cái con đường sự nghiệp của mình không có triển vọng, không có tương lai. Thì cái đấy là nó rất là nhạy cảm. Nhưng mà ngay cả sau cái quá trình mà mình đã theo con đường nghệ thuật được 5 năm thì mình cũng cảm thấy rằng là thất bại không là gì cả, nó chỉ là một cái bước đệm để mà mình phấn đấu và mình mạnh mẽ hơn. Thì ngay cả bây giờ không có cơ hội này sẽ có cơ hội khác, và đấy là cái mà tất cả bạn trẻ chắc ai cũng phải trải qua. Và mình mạnh mẽ, mình chấp nhận cái sự việc đó và mình sẽ có thể vươn xa hơn. Thế thì Cát có một cái kỷ niệm nào đó mà mình cảm thấy mình nhớ hoài, mình không thể nào quên trong suốt cái 5 năm vừa qua không? Cái khoảng thời gian 5 năm là khoảng thời gian mà Cát trải nghiệm rất là nhiều với cái việc là ở một mình. Thì không có biết là chính có giống như Cát không, nhưng mà Cát là kiểu bị sợ ma. Kiểu cái đó là cái vấn đề nan giải trong cái lúc mà Cát sống với gia đình. Là mình cứ bảo
ôi mình cứ cứ muốn là mình độc lập đi, mình cứ muốn mình ra ở riêng, sống xa ba mẹ. Nó bảo sợ ma thì bây giờ làm sao giờ? Kiểu mình cảm thấy là ôi mình không bao giờ có thể nào mà sống một mình được. Thì nhưng mà cuối cùng lại vượt qua cái nỗi sợ đó để mà mình dọn ra ở riêng. Thì ngay cả qua 5 năm đi đến hiện tại bây giờ thì vẫn sợ ma. Cách bảo cách cứ nghĩ cứ mong rằng là mình đã một cái hình ảnh người phụ nữ trưởng thành hơn những cái đấy có là gì đâu ấy. Nhưng mà cứ mà một điều tại sao mà cách 5 năm rồi cách chuyển về Việt Nam vẫn sợ ma là tại mọi người mình ở căn hộ tại tòa nhà số 13. Tại tầng 13 luôn. Thường là chung cư người ta không làm tầng 13. Đúng rồi, nhưng mà tầng của cách là tầng 13 mọi người ạ. Mình hỏi là tại sao vậy? Tại sao có cái sự trùng hợp nó như vậy? Nên là cứ tối mà Trinh biết là tối là mình phải đi dục rác á, là cái phòng chứa rác nó rất ở rất là xa cái căn hộ của cát, nên là tối là mình cứ phải đêm 12 giờ 1 giờ mà cứ tại sao sợ ma mà cứ thích đổ rác giờ đó không á, cứ mở cửa là chạy rác vô thùng rác rồi chạy về. Thì sau 5 năm cát nghĩ rằng là không, mình là một phụ nữ trưởng thành rồi, có thể mình thay đổi. Nhưng không mọi người ạ, bây giờ mỗi tối chắc hàng xóm vẫn nghe cái tiếng lạch bạch của cát chạy ngang, thành một cái thói quen, thành một cái thói quen á. Cái chắc là hàng xóm hôm nào mà không nghe cái tiếng mà cách vùng cửa ra cách chạy đi đổ rác chắc là mọi người sẽ nhớ lắm. Chứ không biết á, là cái cuộc sống mà của Cass khi ở Canada, Cass đã mường tượng về cái cuộc sống của mình khi độc thân nó như thế nào, và đến khi Cass trải nghiệm nó rồi thì nó có giống như những gì Cass tưởng tượng không? Kiểu như mình ở với bố mẹ mình tưởng tượng rồi. Quá trời, bầu trời màu hồng đúng luôn. Đúng rồi, thật sự là đúng là tất cả mọi thứ đều qua lăng kính màu hồng cả. Hoàn toàn 7 màu khác là không có nữa, không có màu nào hết, chỉ có màu hồng thôi. Cát nghĩ có rất là nhiều bạn trẻ giống với Cát khi mà mình ở với gia đình. Từ những điều nho nhỏ như là bố mẹ trách mắng thì tự nhiên mình lại đơn giản thôi thì mình lại không thích sự kìm cặp như vậy, mình không thích, mình muốn được tự do, không phải ai nói là mình phải đi đâu làm gì về mấy giờ. Thèm khát cái sự tự do đó lắm, và mình nghĩ rằng là lúc mà mình một mình sẽ vui lắm, chắc là làm tất cả những gì mình muốn thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày mình sẽ được làm như vậy. Nhưng mà khi ở ra riêng á thì tự nhiên lại nhớ được bố mẹ chắc mắng kiểu là mình về trễ cũng không ai trông, mình có ra ngoài mà mình đi sớm, chơi về sớm còn chẳng ai hỏi. Thì đấy, những cái lúc đấy tự nhiên mình lại, bố mẹ không nhắn thì mình lại nhắn lại là ôi hôm nay bố mẹ làm gì vậy, tại sao bố mẹ lại không gọi cho con rồi? đó vậy Trinh cũng hay chắc lại như thế, ôi tại sao bố mẹ đi chơi không gọi đúng con rồi. Sao bố mẹ kỹ vậy, bố mẹ đi đâu vậy? Rồi cứ mình cứ níu kéo lại những cái khoảnh khắc mà mình được ở với gia đình ấy. Đúng là những cái đó mình cũng không có tưởng tượng, dạ mình không mình hoàn toàn mình không nghĩ là mình nhớ nhà vậy rồi. Đâu mình nghĩ cũng bình thường thôi, gọi cuộc điện thoại chứ có gì đâu rồi. Nhưng mà ngay cả khi mà ra ngoài sống rồi thì nó rất là khác xa, đặc biệt khi mà đến với công việc, những cái khó khăn ở ngoài đời. Mình thực sự thì mình cảm giác được là những cái điều mình trải nghiệm ở trong nhà nó rất là nhỏ nhoi, và mình nên quý trọng những cái kỷ niệm đó nhiều hơn. Chúng ta cũng đã đi đến cuối cái buổi trò chuyện rồi, thì mình Trinh sẽ có 5 câu hỏi rất là nhanh thôi cho Cát, để Cát trả lời nhanh với các bạn độc giả nha. Ok, đó là người trẻ sống một mình thì cần tiết kiệm như thế nào? Ok, chắc chắn nên tiết kiệm. Một cái tip nho nhỏ của Cát khi mà Cát tiết kiệm cái khoản chi tiêu của mình, đó là khi mà Cát thu nhập, có một phần thu nhập Cát sẽ trích ra 1%. Chắc chắn phải có 1% để mình tiết kiệm. Và không phải 1%, nghĩa là cái phần trăm, cái con số phần trăm đó bao nhiêu cũng được, tùy theo cái chi tiêu của mình. Nhưng mà phải có một cái con số phần trăm đấy, và mình cất ở một cái công văn riêng, hoàn toàn là vua, kiểu như là không có trong đầu mình không đó. Có để nó tại vì á, Cát lúc đầu là Cát là ok mình tiết kiệm đó, nhưng mà lúc cần lại cứ lấy rút ra, xài, rút ra là xài, thì cái đấy là hoàn toàn coi như trở về con số không. Nên là mình phải để ở một cái công văn riêng để mà mình không thể nhớ tới, để lúc khi mà mình nhìn lại ra mình vẫn còn có con số để mà mình an ủi đi, chứ đừng có xài hết là không ổn rồi đó. Đúng rồi, phải có khoản phòng thân đúng rồi. Không? Thế thì những món đồ công nghệ trong nhà Cát đang sở hữu, Cát có thể kể một vài món không? Có cái gì không? Robot hút củi. Hả? Có gì? Robot hút. Mình đây sẵn nói luôn là món quà Noel Cát đã nghĩ ra được là năm nay Cát sẽ sắm một em tặng robot cho mình. Tặng cho mình robot công nghệ. Bởi vì trước giờ thì ở căn hộ nên là mình cũng cảm giác là mình đầy đủ tay, mình
cứ quét nhà bằng tay, mình quen với cái việc đó rồi. Nhưng mà thực sự là các em thấy là có một em robot công nghệ là rất là tiện lợi ở trong nhà ấy. Thế là các cũng không phải ghiền đồ công nghệ lắm đâu, dân low tech. Đúng rồi, low tech thực sự luôn á. Nên là bây giờ là nhà phải nhờ Trinh để mà góp ý cho một cái list dài này để mà mình Trinh thì nghĩ ra nhiều lắm nhưng mà không có tiền mua. Đúng rồi, mình là những con người trưởng thành rồi, tiết kiệm. Rồi, nếu mà được đổi nhà với một người bạn á, thì cách nghĩ đó là cách muốn đổi nhà với ai? Có một căn nhà nào sực ra trong trí nhớ không? Elon Musk. Cái nghĩa là sẽ có nhiều người đóng cách lắm. Chính vì cách chia sẻ là cách là một người low tech á, thì cách muốn đổi một căn nhà với một nhân vật high tech thì thực sự là cách cảm thấy là bây giờ kiểu nhà Elon Musk là kiểu chắc là không cần làm gì, chỉ cần đứng đó là mọi thứ tự kiểu di chuyển. Nhưng mà nó sẽ làm cho cách tay một cái lười biếng. Chắc chắn là nói đi phải nói lại thì thôi, mình cứ nghĩ là mình thôi, cứ ước hạnh phúc. Ước mơ thì ước cho bự. Nhưng mà mình vẫn hạnh phúc với căn nhà low tech của mình để mà mình kiểu cảm thấy là mình siêng năng, cần cù hơn. Rồi bây giờ nếu ở phía trước Kat là một cái cánh cửa thì bây giờ bước qua đấy thì Kat sẽ đi đâu? Nhà Elon Musk. Trở về Canada thì không về. Ok, nếu mà bước qua cánh cửa Kat sẽ về Canada. Thật sự luôn, tại vì để mà thời gian qua về Canada thì như mọi người biết là bay rất là lâu, thường thường là phải hơn 24 tiếng, đặc biệt là ở mỗi là chặng dừng là 2-3 chặng dừng rồi thì về đến Canada là 20 mấy tiếng, và mỗi lần mà bị trái giờ thì cái việc mà thích nghi với giờ giấc là Kat phải dành cả một tuần để quen, thì nên là một tháng thật sự đối với Kat chưa đủ, chưa kịp, chưa mới quen lại với giờ giấc, mới bắt đầu hẹn bạn bè thì lại về Việt Nam mất tiêu. Nên là nếu mà thật sự có cánh cửa Doraemon, có trong chống bay của Doraemon thì Canada sẽ là một nơi mà Kat rất mong muốn. Vừa rồi là những chia sẻ rất là đáng yêu của Kat về cái cuộc sống 5 năm qua khi mà Kat sống ở Việt Nam. Rất cảm ơn Kat đã dành thời gian đến với podcast solo của Zinnew. Hy vọng là trong tương lai thì Kat sẽ có nhiều thời gian hơn về thăm gia đình của mình và cũng có nhiều bạn bè hơn, thoải mái chia sẻ những cảm xúc của mình hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào các bạn độc giả và hẹn gặp lại ở solo số tiếp theo nhé.